Hello mọi người. Chào mừng với 5.0. Tới rồi. Phải nói đầy đủ câu nha ông. Thì 5.0 NetLand. Phải nói đầy đủ câu nha ông. Đó, 5.0 của NetLand, chúng ta tên NetLand rồi. Rồi, giờ mình đang ở Fontaine. Nhưng mà Fontaine đây mọi người chưa tới NetLand đâu, vẫn còn. Còn cái giống này đúng không? Rồi bây giờ mình làm xíu thủ tục đi à, đầu tiên thủ tục nhận này là bảy lốp ha, bảy lốp với bảy lốp nè, ba cây vũ khí nè đó, ba cây rèn của mình thấy không. Vũ khí Đó rồi, với một đống liệu sao, mộc sao thấy giống mà. mà lúc 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 mới game mới ra cái nó tặng free vũ khí quá ta. Giống vậy đó. Rồi, giờ mình tới lụm nhân vật kia luôn đi. Nhân vật Nhận bên đây luôn, cần nhận luôn. liền luôn hả? Nhận Hay liền luôn. Mình khiếu đổi đi ra, mình lụm đi ra hay nè. Đó, nhân vật mới không có nguyên thạch mọi người, không có rốt. Rồi. Rồi sau đó mình coi mấy cái sự kiện hồi ấy, sự kiện mũi khoan xoay tròn này. Mũi khoan tròn này tên lạ ha. Tên quen quen ta. Rồi đây, nhân vụ ma thần của mình đây ha, 500 nguyên thạch nếu hoàn thành. Đừng xì tôn nữa làm luôn đi. Tôi làm luôn rồi đó, qua hết mình chứ. Rồi. Đây, battle pass của mình nè, đó. Mình được tùy chỉnh hết mọi thứ ở phiên bản 5.0 rồi. Đó, giờ mình được chỉnh rồi, trừ Mora lại thôi, đó. Rồi, có một cái điều mà anh tính nói này nè, đây. Đây 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 đây. Gì Đó, đây bỏ 26, bột thánh hóa. yeah. Không. Vậy là phải chi tiền các mọi người. Chi tiền. Mình Ai. tự đổi được mà. Đại tự đổi thì nằm đây nè, đây, mấy biến đổi gì bọt này, đó. Giờ mình vô dùng cái được một cái cho mỗi một phiên bản luôn, 42 ngày lần. Đó. Mỗi cái. Này để Ôi. sau đi ha. Rồi. Ôi. Đang video nạt thôi. Chưa nữa. Rồi bây giờ mình nâng Lộn lấy rô video rồi. thường trước đã đi, lên 20, lên rô thường. Đó, lấy Tốn rô thời thường. gian quá. Ủa, giờ vô chuyện chính nè, vô chuyện chính nè. Rồi. Rồi, vô. Đây, đây banner Molani với 22.000 10 rôn với 10 tinh huy. Rồi, mới Chlorine luôn. New. Bắt đầu. 10. Có 10 cái ra luôn nè. Cái gì sao? Ra 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 Kachina. Ôi trời ơi, kiếm tới đã, đại kiếm tới lại, kiếm tới lại chứ. Ok. 20 này. Không tới nổi. Gì vậy? 30 này. Con nghĩ chờ chi nào. Ủa? Rồi Bennett hoài vậy? 40. Đúng là người được thể hóa chọn nha. Thôi đừng nói vậy. Gì vậy? 50? Yeah. Em đâu biết đâu. Rồi. Em không biết cái cơ nó gọi. Bây giờ 50, 60. Trường luôn chứ. 70 này. Yeah. À, lần trước là con sang linh đúng không? Lần này con Bennett là thế nào? Gì vậy? Không lẽ thiệt á trời. Rồi 80. Nổ này. Ủa chưa nổ, ủa này đây 70 mà phải không? Đếm lộn rồi. Giờ phải 80 đi. Bây giờ nó mới ra. Đây cái China này. Phải ra ra đi ha. Ra ra.
bảy tám này, bảy chín ấy, giờ 80 ra liệu. No 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 no. Wait. Trời ơi. Các bạn. Tiền anh thấy nó nổ. Cái đáng sợ là anh biết là cái gì không? Cái đáng sợ là tự nhiên 160 cái nó nổ cục rôn. Hiểu không? Già luôn nữa chứ. Cái ngành. Mười này. 70. Bỏ hết luôn rồi. Đấy rồi. À. Ê, ê, ê. Lâu quá nè. À, đúng. Ê, hên là không ra đấy. Trời ơi. Hên là không ra đấy. À, bấm cái nó nổ một cái hết nước chấm luôn. Rồi tiếp luôn đi, nó không có phải đây. Mùa Alani rất mạnh. Dạ mình còn qua vũ khí đến xuống cậu biết không, coi ra bao nhiêu rồi. 39 à. 39. Một rôn mà này nè. Rồi 40 này. Rồi định chọn quên nữa, định chọn 1. 40. Đại kiếm bay phòng luôn cho 41. Thì anh rôn. 42 nè. Bốn ba nè. Đó, sức sáu rồi, hả, sức sáu. 44 nè. 45 luôn. À, giờ đi lượm đồ thôi. Kachina 3 luôn á chứ. Tính là Kachina 4 á chứ. Rồi đó. Hết rồi đó. Hết chơi rồi đó, hết rồi đó. Chịu rồi. Rồi. Chán. À, em nói gì em cần nói gì anh mệt á, buồn rồi. Nói gì muốn. Ok rồi. À, mọi người thích thương đau khổ thì mọi người subscribe, like với lại ấn vào nút chuông ha. Ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Tạm biệt mọi người.